Còn với thị trường chứng khoán của chúng ta thì mặc dù chúng ta đã có một tuần tăng điểm khá, nhưng mà VN Index chỉ có thể tiến sát tới mức cao nhất là 1.294 điểm trước khi thoái lui trở lại và thanh khoản duy trì thấp hơn hẳn so với trung bình. Thanh khoản khớp lệnh trung bình của VN Index tuần qua đã ghi nhận giảm khoảng 17% so với tuần đầu tháng 10 và kém nhất trong 3 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, các chuyên gia lại không cho rằng đó là một tín hiệu xấu. Thị trường một lần nữa áp sát vùng đỉnh 1.300 điểm, cho nên là các nhà đầu tư quay lại tâm lý thận trọng là một điều hết sức bình thường. Mặt khác là các chuyên gia thì cũng nhìn nhận, nhà đầu tư đang có tâm lý chờ đợi và thời điểm hiện tại thì khác với những lần trước khi mà kết quả kinh doanh quý 3 đang xuất hiện. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua thu hút dòng tiền tốt, nhiều mã tăng mạnh là yếu tố hỗ trợ tích cực cho chỉ số này. Mặc dù nhiều cổ phiếu thì đã nhịp tăng khá tốt gần đây, nhưng mà các chuyên gia không cho rằng hiệu ứng kết quả kinh doanh quý 3 đã bão hòa. Hiện tượng phân hóa giá cổ phiếu mới chỉ đang bắt đầu thôi.